Sáng ngày 27 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2024. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Phiên họp đã thông qua các báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố về thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề, tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật trên địa bàn thành phố, việc chấp hành pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và đại biểu trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại nghị quyết số 17 ngày 4 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tiếp đó, phiên họp thông qua một số báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2024, nhiệm vụ công tác năm 2025 và nhiều tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng khác. Sau khi thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp, đồng chí Vũ Chí Hải giao cho đại diện các bộ phận, đơn vị, phòng ban ngành liên quan cần sớm có phương án triển khai khắc phục những tồn tại trong việc tổ chức thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, trẻ em mồ côi và khuyết tật trên địa bàn thành phố, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và đại biểu trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22.